Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với game In Red Line của mình. Giờ mình hai mình rảnh rỗi, mình có làm việc gì làm, mình sẽ review hai con mèo này mình. Một con mèo mút tai, một con mèo đen. Mèo trắng thì mình là mèo mèo Nga, tai cụp, mắt hai màu, lông thì nửa dài nửa ngắn nhưng mà rộng, nó mà rụng lông kỳ lạ nhiều cực kỳ luôn. Đây là bé mèo đen của mình đó. Đây là mèo đen anh lông dài, mèo anh lông dài nha các bạn nha. Con này mình mua 800 và con này mình mua bao nhiêu nhỉ? 1.8 là chúng ta nó sau đó nó làm vỡ cái iPad của mình nữa thì cộng vào là 2.8. Thế là con mèo này nó rất là nghịch luôn. Con này rất là thông minh, hơi địa bản. Con này rất là theo người nha, không khác với cả chó cả. Ta cứ thấy người ở đâu ấy là nó đến, nó nhìn cứ mở cửa ra là thấy nó ngủ. Sáng sớm 8 giờ mà không mở cửa là nó cứ ngoài, nó đạp cửa, nó cậy cửa các thứ ghê quá trời. Con mèo của mình này thì nó là chưa cai sữa các bạn. Các bạn nhìn thấy nó mút tay khiếp. Đây này, nó thích mút tay của mình đến mức là có thể mút tay bất kỳ lúc nào đó. Đây là mèo Nga nha, tai cụp, mắt hai màu, lông thì lượn lượn, lượn dài lượn ngắn. Sở thích đặc biệt của nó là liếm tay, liếm đúng là liếm tay đấy các bạn. Con này ăn rất là nhiều, đi vệ sinh cũng rất là bận, không đi vệ sinh đúng chỗ lắm, lâu lâu cũng thải ra ngoài cát mà. Vệ sinh cho mèo chúng ta sẽ có cát của mèo đấy, nó sẽ có cái mùi nó thu hút con mèo đi vệ sinh vào đấy. Các bạn cứ đổ ra thì nó sẽ tự đi vệ sinh vào đấy. Một đôi lúc nó ngu ngu ngốc ngốc gì đó là cát, các bạn lâu quá các bạn không hót bớt cái phần ở trong cát đi nó cảm thấy nó bẩn nên là nó sẽ không đi vệ sinh, sẽ tẻ loay tẻ lét xung quanh nhà thì các bạn dọn mệt lắm. Ăn uống thì mỗi con khoảng 200-300 nghìn thôi. Cái này là mình mua cái hạt cho mèo nó tổng hợp rồi. Chứ mèo cảnh như thế này cho ăn cơm nhà cũng được nhưng mà nó hay bị bệnh, nó có thể là đau bụng hoặc khó tiêu hóa của nó rất là kém. Cái này là nếu mà các bạn là xác định là nuôi mèo cảnh là nên cho nó ăn hạt cũng được, hoặc là nếu mà cơm cháo cẩn thận thì cứ nấu cho nó ăn như kiểu người vậy. Cơm này cho với thịt luộc xong rồi các thứ hay là cá cũng được, các bạn nấu này nó sạch sẽ là được. Lâu lâu thì các bạn tắm cho nó một lần, chứ tắm thì cũng không bao nhiêu đâu, bằng lọ dầu gội cũng là thôi. Các bạn gội hết lọ dầu gội thì cũng như kiểu các bạn tắm cho nó hết vậy. Thì tuần tắm 1-2 lần, một lần thì hơi ít, 2 lần thì lại cũng vừa hả, mình ít 2 lần, 3 ngày 8 lần thì nó cũng hơi nhiều, không phải là vừa. Còn cái không gian cho nó thì nuôi mèo thì các bạn cũng nhốt nhiều quá, con gì nuôi nhốt nhiều quá phụ thân nó. Chó thì cái căn nhà nhưng mà cái xích nó có 1 mét vuông, bây giờ các bạn thử nghĩ xem, các bạn thử 1 mét vuông trong vòng vài tiếng xem các bạn cảm thấy điên cùng này, chứ không chỉ là con chó con mèo. Các bạn cứ nhốt ở đây cả đời cả tháng nó chả được đi đâu. Thật là đáng thương. Nếu mình mà được tham gia hiệp hội động vật thì mình sẽ cấm tất cả các chó mèo nuôi nhốt. Nếu có siêu năng lực mình sẽ con mèo chó mèo là bị nuôi nhốt xích cổ, mình sẽ bùng phát cho bọn nó giải thoát hết đó, cho đi vào rừng nó sống, có khi còn tốt hơn là xích nhau mà thần nó. Rồi thì nó ăn lá cây, lá cỏ, mưu sinh cũng được, ăn chuột nữa. Nhưng các bác được không, cái nề nhốt thì nó là đáng thương. Nhưng mà cái nó không gian chơi rộng rãi như thương nó thì các bạn cũng nuôi thôi. Đấy, các bạn có thể triệt sản hoặc là cho nó đẻ nữa. Mình có ăn mèo cái thì là mình thấy thế con mèo đực nữa lại cho nó đẻ. Đẻ thì bán thôi, chắc cho các bạn, biết là sao. Mèo này đẹp nhưng mà rất là đầu óc.
Nó còn uống nước bồn cầu các bạn ạ. Nhiều lúc dậy không biết làm sao cái nước bồn cầu nó cứ thích để uống, có cả bát nước to đùng mà nó không thích, nước bồn cầu nó có vẻ thơm hơn, chúi đầu không đấy, có khi rơi rồi. Đấy, các bạn nhìn nó mút tay mình không tha muốn làm luôn, mút thì thôi luôn, chả bao giờ chịu yên cả. Nó bắt đầu trợ mình nhá, không đó không muốn được, nó bắt đầu kêu meo meo đó. Ừ, giờ chắc cũng một hai cân rồi. Mèo tai cụp thì các bạn, tai nó hơi cụp cụp. Đây là sau đấy là một vài chia sẻ của mình về việc nuôi mèo. Đấy, nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình, hoặc mình hoặc comment để mình có thể vài câu hỏi, nếu mình biết thì mình trả lời thôi. Đấy, mình cũng khuyến khích các bạn nuôi mèo trong vui nhà vui cửa nha. Còn cái vấn đề lông thì thường thì nó bám lên sofa rồi cái đấy thì phải dùng máy hút bụi chuyên dụng để mới hút được lông, không các bạn chỉ có ra có một cái đơn giản hơn, đó là dùng cái lăn bụi này. Đấy, cái lăn bụi này các bạn có thể lăn nó hết bụi được. Khi mình cần mua cái này nó để xịt cho nó đuổi mèo, cái này nó sẽ không thích cái mùi đấy và nó sẽ chạy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nha, nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình. Thank you for watching, please subscribe for me.